Thưa quý vị và các bạn, đối với vùng dự án ngọt quá Gò Công, từ lâu sản xuất nông nghiệp, ngay cả chăn nuôi cũng từng gặp khó khăn trong 6 tháng mùa khô do thiếu nước, xâm nhập mặn. Thích ứng với điều kiện sản xuất khó khăn này, một số hộ nông dân nhạy bén đã tổ chức nuôi các vật nuôi hoang dã có khả năng chịu hạn mặn cao, ít sử dụng nước thay cho các loại gia súc gia cầm quen thuộc và bước đầu đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như mô hình nuôi chim công của anh Trương Văn Phúc, ngụ ấp 2 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông. Trước đây chuồng trại này anh Phúc dùng để nuôi gà. Tuy nhiên với tuổi trẻ năng động, anh không chấp nhận tình trạng hễ tới mùa khô bị thiếu nước ngọt, đàn gà phải uống nước nhiễm mặn dẫn đến giảm tỷ lệ đẻ trứng hoặc phát sinh dịch bệnh. Từ tìm tòi học hỏi năm 2019, người nông dân trẻ tuổi này mạnh dạn chuyển từ nuôi gà sang nuôi chim công, và đây cũng là mô hình nuôi chim kiển đầu tiên trên vùng đất nhiễm mặn Gò Công. Trong quá trình nuôi dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chính vẻ đẹp của những chú chim công này đã lôi cuốn anh Phúc tự tìm tòi cách chăm sóc thành công. Đặc biệt là vì động vật hoang dã nên chim công có sức thích ứng với hạn mặn rất cao. Chim công này thì không ảnh hưởng nhiều đến cái khí hậu khắc nghiệt. Do là chim công là sống ở môi trường là nhiệt đới thì cái lượng thức ăn và nước uống hiện tại lúc nào nó cũng có sẵn, do đó không ảnh hưởng nhiều do đấy mấy cái mô hình khác. Giả sử như là có thể là bà con là trồng lúa trồng rau thì cần có lượng nước nhiều, cho khi mà biến đổi khí hậu thì ảnh hưởng rất là lớn tới trồng trọt. Cũng tại ấp 2 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông có trại nuôi cá sấu của anh Trần Văn Thanh với tổng đàn khoảng 1.500 con. Do thiên nhiên khắc nghiệt, không thể trồng trọt vào mùa khô, nên anh Thanh đã chuyển sang làm nghề cung cấp thức ăn cho các trại cá sấu ở Đồng Tháp. Sau thời gian tìm tòi học hỏi, anh chính thức khởi nghiệp nuôi cá sấu tại quê nhà với 50 con cá sấu giống. Ban đầu, anh tận dụng chuồng nuôi heo cũ làm chuồng nuôi cá sấu. Sau đó, anh tiếp tục đầu tư xây hàng rào kiên cố bao bọc xung quanh. Bởi cá sấu là vật nuôi nguy hiểm, chuồng trại phải đảm bảo theo các yêu cầu của ngành kiểm lâm quy định. Mỗi năm, anh Thanh thu hoạch cá sấu một lần với sản lượng khoảng 15 tấn. Sau khi trừ đi chi phí, anh thu lãi cao hơn so với trồng trọt gấp nhiều lần. Đặc biệt là không còn canh cánh nỗi lo thiếu nước ngọt vào mùa khô nữa. Nuôi ba cái đồ động vật hoang dã này thì đâu phải mình nuôi phải đảm bảo. Thứ nhất là về ở bên môi trường. Thứ hai nữa là bên chuồng trại mình phải làm cho nó đảm bảo cho chung cho người dân. Đó, không cho dân phiền. Với bên cái mùi tanh hôi. Đó, nói chung là tôi đây làm là phải ngày nào cũng phải dọn vệ sinh môi trường hết. Hai mô hình chăn nuôi trên là hai điển hình trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích ứng với hạn mặn, được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang khuyến khích nông dân các huyện phía Đông tích cực thực hiện. Những ngày đầu chuyển đổi chắc chắn bà con sẽ gặp khó khăn, nhưng với sự chuyển giao kỹ thuật sản xuất của ngành nông nghiệp các cấp, tin rằng bà con sẽ thích ứng với biến đổi khí hậu và sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.